xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 1 năm 2021, chương trình thời sự gồm có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc thăm tặng 30 phần quà cho các gia đình hộ cận. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin chi tiết. Ngày 21 tháng 1 năm 2021, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi đến thăm và tặng 30 phần quà cho các gia đình hộ cận nghèo tiêu biểu trên địa bàn xã Dinh Tế. Nhân dịp năm mới, Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi đã ân cần thăm hỏi về tình hình cuộc sống của bà con và chúc bà con đón năm mới 2021 nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công, đồng thời trao tặng 30 phần quà cho các hộ gia đình, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt. Cùng ngày 21 tháng 1 năm 2021, Công an thành phố Châu Đốc tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cơ sở làm việc của Công an thành phố Châu Đốc. Dự lễ khởi công có đồng chí Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc, đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, Thượng tá Hà Minh Đấu, trưởng Công an thành phố Châu Đốc. Công trình cơ sở làm việc của Công an thành phố Châu Đốc được xây dựng mới với quy mô dự án gồm nhà làm việc gồm một nhà 4 tầng, cấp 3 nhà ở doanh trại, nhà ăn, bếp sẽ được cải tạo, xây dựng mở rộng từ nhà làm việc 2 tầng hiện trạng, nhà tiếp dân sẽ được cải tạo từ nhà làm việc 2 tầng hiện trạng, bố trí để tiếp dân với diện tích sàn là 302m2, nhà thường trực sẽ được xây dựng hai nhà 1 tầng cấp 4, Cổng tường rào sẽ được xây dựng mới gồm cổng chính và cổng phụ, nhà kho, gara xe ô tô, xe máy sẽ được cải tạo từ hiện trạng cũ. Được biết, tổng diện tích công trình là 7.788 m2 với tổng mức đầu tư là 48,573 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong ngân sách chi thường xuyên cho lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội việc xây dựng công trình cơ sở làm việc của công an thành phố châu đốc góp phần giúp lực lượng cán bộ chiến sĩ công an có một trụ sở làm việc đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ công tác lãnh chỉ đạo đối với các lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội của người dân trong thành phố tạo cơ sở và môi trường giao tiếp thuận lợi thực hiện tốt các chức năng hoạt động của chính quyền cơ sở đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng lâu dài đồng thời tạo cảnh quan đô thị châu đốc ngày càng giàu đẹp Ngày 21 tháng 1 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2021. Đến dự có ông Lê Xuân Hải, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang, ông Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc. Năm 2020, Diện Kiểm soát Nhân dân thành phố Châu Đốc tiếp tục triển khai thực hiện đạt và dược các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, áp dụng nhiều biện pháp giải pháp mang tính đột phá, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã xác định. Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp được nâng cao, không xảy ra việc bắt giữ, giam, khởi tố, điều tra, truy tố, quan sai, không bỏ lọt tội phạm năm 2020, Diện kiểm soát nhân dân thành phố đã thụ lý 273 vụ liên quan đến 250 bị can đã xử lý giải quyết 273 vụ liên quan đến 212 bị can, đạt tỷ lệ 87,77%. Công tác phát hiện, quản lý và báo cáo tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp được chú trọng, chất lượng kháng nghị kiến nghị, yêu cầu được nâng lên. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành có nhiều đổi mới tiến bộ, thường xuyên đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, đổi mới toàn diện công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong đấu tranh phòng chống tội phạm giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, kiên quyết đấu tranh phân loại, xử lý vi phạm, tội phạm, kể cả trong thời điểm giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19. Ngoài ra, công tác thi đua khen thưởng có bước chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích cao, kỹ cương kỷ luật được tăng cường, công tác phối hợp với chính quyền và các cơ quan tư pháp ở địa phương tiếp tục được củng cố và giữ vững bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành và yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương. Năm 2021, Diện Kiểm soát Nhân dân thành phố Châu Đốc tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch công tác kiểm soát năm 2021, chủ động đưa ra các giải pháp công tác để nâng cao chất lượng các khâu công tác, đặc biệt là khâu công tác trọng tâm, đột phá đã xác định, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống quan sai, bỏ lọt tội phạm

tăng cường công tác kiến nghị, nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị của diện kiểm soát ở các khâu công tác, tiếp tục đoàn kết đổi mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động sáng tạo thực hiện các nội dung cam kết trong năm 2021, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ đảng viên, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, kiểm soát viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Dịp này, Diện Kiểm soát Nhân dân tỉnh An Giang trao cờ thi đua dẫn đầu khối của Diện Kiểm soát Nhân dân tối cao cho Diện Kiểm soát Nhân dân thành phố Châu Đốc. Cũng trong ngày 21 tháng 1 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp triển khai công tác tổ chức ngày hội sản phẩm OCOB và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2021. Ông Phạm Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc chủ trì cuộc họp. Ngày hội ô cớp và hàng hóa đặc trưng của các tỉnh, thành phố năm 2021 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021 nhằm ngày 21 đến ngày 24 tháng Giêng âm lịch. Với quy mô 150 gian hàng trưng bày, triển lãm sản phẩm ô cớp, sản phẩm đặc sản An Giang và các tỉnh, thành phố chế biến món ăn phục vụ khách tham quan, giao lưu trực tiếp với người tiêu dùng nhận diện hàng diệt sẽ diễn ra tại sân bóng rổ và hai đường bên hông của chùa Bồ Đề Đạo Tràng, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Phạm Giang Phúc yêu cầu các ban ngành địa phương cần hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị khi tham gia thực hiện thiết kế trang trí gian hàng tại khu vực diễn ra hội chợ và xây dựng chương trình tổ chức hoạt động khác, sân khấu âm thanh ánh sáng, trò chơi dân gian, biểu diễn cộng đồng, Văn nghệ và múa lân sư rồng hàng đêm, đồng thời cần bố trí bãi đỗ xe, phân luồng giao thông đảm bảo tốt trật tự giao thông trên địa bàn thành phố, đảm bảo cung cấp mạng lưới điện khu vực diễn ra ngày hội, bố trí nhà vệ sinh di động khu vực ẩm thực, đảm bảo vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị sạch đẹp trong suốt thời gian diễn ra sự kiện tăng cường công tác quản lý giá dịch vụ như lưu trú, ăn uống, giữ xe. Ngoài ra, các ngành cần tăng cường tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tham gia các hàng triển lãm giới thiệu, trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương, đảm bảo chất lượng tốt, an toàn, vệ sinh thực phẩm tại ngày hội. Các ngành cùng siêu thị Tứ Sơn xây dựng quy chế tham gia ngày hội đối với khu ẩm thực của ngày hội và trang trí tiểu cảnh tại khu ẩm thực theo chủ đề châu đốc xưa và nay. Ngày 21 tháng 1 năm 2021, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Châu tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho 7 hộ bị quả quạng tại ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu. Đến dự có Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ông Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc. Sau thời gian xây dựng, đến nay các căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các căn nhà được xây dựng với kết cấu, vách tôn, mái tôn, khung nhà tiền chế, nên lót gạch men. Kinh phí xây dựng mỗi căn là 90 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Công an tỉnh An Giang và Quỹ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo đại diện chính quyền địa phương đã chúc mừng các hộ gia đình có được căn nhà khang trang để ổn định cuộc sống, đồng thời mong muốn các hộ tiếp tục nỗ lực dương lên, vượt qua khó khăn, chăm chỉ lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương ngày 21 tháng 1 năm 2021, Ủy ban nhân dân phường Châu Phú A tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có bác sĩ Lâm Thành Tứ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc năm 2020, trạm y tế phường cho Phú A khám chữa bệnh cho 28.795 lượt người, khám sàng lọc tiêm chủng trong trường học 1.539 học sinh, thực hiện chiến dịch tiêm sởi rubella cho trẻ dưới 5 tuổi đạt 78,34%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 2 tuổi đạt 5,63%, trẻ dưới 5 tuổi 10,5%. Công tác an toàn thực phẩm, trạm y tế phường hỗ trợ đoàn liên ngành cấp trên kiểm tra 10 trên 51 cơ sở kinh doanh thực phẩm, kiểm tra 72 cơ sở dịch vụ ăn uống, phối hợp phòng y tế kiểm tra các bếp ăn, căng tin trường học. Công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19 được kiểm soát chặt chẽ, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách không tụ tập, khai báo y tế theo quy định. Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên. Năm 2021, Trạm Y tế Phường cho Phú A tiếp tục duy trì công tác phối hợp cùng các ngành đoàn thể, khóm, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện dân số kế hoạch quá gia đình, dẫn động người dân đưa trẻ tiêm chủng đủ liều, phấn đấu thực hiện đạt trên 95% tuyên truyền tập quấn cho các hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm thực hiện tốt quy định về an toàn thực phẩm. Ngày 21 tháng 1 năm 2021, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc tổ chức giải bi-a Đây là môn thi đấu trong Đại hội Thể dục Thể thao cấp thành phố năm 2021. Các cơ thủ thi đấu với hai nội dung tự do và carom Ba Băng. Đối với nội dung tự do thi đấu loại trực tiếp, dòng loại thi đấu một gián 100 điểm trong 20 lượt cơ, bán kết và chung kết thi đấu một gián 150 điểm trong 25 lượt cơ nội dung Caron 3 ba băng thi đấu loại trực tiếp dòng loại và bán kết thi đấu một gián 20 điểm trong 25 lượt cơ, chung kết thi đấu một gián 30 điểm trong 35 lượt cơ, thông qua đó nhằm tạo sân chơi giải trí lành mạnh bổ ích cho những người yêu thích môn bia. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là chúng ta chào đón năm mới Tết Tân Sủ năm 2021. Năm nay, chợ qua Tết thành phố Châu Đốc được tổ chức trên tuyến đường Phan Đình Phùng Nối Dài với nhiều loại cây kiển, loài qua phục vụ Tết được bày bán phục vụ người dân chơi Tết. Thời tiết năm nay khá thuận lợi cho các nhà vườn chăm sóc mai vàng nở đúng dịp Tết. Hiện các chủ vườn đang tất bật dọn hàng, chăm sóc hoa, trưng bày những chậu hoa đẹp nhất để phục vụ nhu cầu khách hàng như mai vàng, bonsai, các chậu tất, cúc, dạng thọ với giá bán từ vài trăm ngàn đến hàng triệu đồng. Bên cạnh đó, trên tuyến đường Trưng Nữ Dương, các hộ bán cây kiển cũng đang trưng bày bán rất nhiều loại hoa như lan, súng đời, những chậu kiển được nhà Dương tạo dáng rất đẹp, thu hút nhiều người đến xem để chọn mua về cho gia đình những chậu kiển đẹp mắt để trưng vào dịp Tết nguyên đáng tân sửu này thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự của trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt